Hôm qua tại xã Định Thành, huyện Đoàn Thoại Sơn, phối hợp Đoàn trường Đại học An Giang và Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức ra quân cao điểm chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2024. Với chủ đề Tuổi trẻ Thoại Sơn tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch mùa hè tình nguyện năm nay thật sự là tháng cao điểm, dấy lên phong trào hành động của tuổi trẻ, phát huy tính sáng tạo tích cực của đoàn viên thanh niên, xung kích tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đơn vị. Tại lễ phát động, Đoàn trường Đại học An Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ một căn nhà tình bạn trị giá 50 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và 500 quyển tập, 20 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh An Giang hỗ trợ 15 phần quà cho gia đình chính sách trị giá 5 triệu đồng. Huyện đoàn Thoại Sơn hỗ trợ 30 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trị giá 9 triệu đồng và 30 suất học bổng trị giá 9 triệu đồng. Đoàn cơ sở trại giam Định Thành hỗ trợ 500 quyển tập cho các em học sinh khó khăn. Tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ 600 tiết Barocca trị giá 48 triệu đồng. Câu lạc bộ y bác sĩ trẻ tình nguyện huyện Thoại Sơn hỗ trợ 200 suất khám chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng. Đồng thời tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, câu lạc bộ hớt tóc tình nguyện cho các em học sinh.